Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đu đủ là một trong những loại trái cây quen thuộc với con người. Nó không chỉ cung cấp chất xơ mà còn cung cấp nước đầy đủ cho cơ thể. Bên cạnh những việc chế biến thành những món ngon mà chúng ta ăn hàng ngày, thì đu đủ xanh cũng có nhiều công dụng hỗ trợ làm đẹp cũng như là điều trị một số bệnh lý nhất định. Và dưới đây sẽ là những công dụng đó của đu đủ. Những công dụng chữa bệnh tuyệt vời từ đu đủ xanh. 1. Đu đủ chứa nhiều men tiêu hóa. Đu đủ chứa loại enzyme tiêu hóa tự nhiên tên papain. Enzyme này giúp tiêu hóa thức ăn và hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Nó cũng ngăn ngừa tích tụ những protein bị tiêu hóa dở dang trong đại tràng và hệ thống bạch huyết. Trên thực tế, chiết xuất papain từ đu đủ được sử dụng để tạo ra các chế phẩm bổ sung điều trị táo bón và các rối loạn tiêu hóa. 2. Rau chất xơ. Đu đủ là nguồn chất xơ tốt và những thực phẩm giàu chất xơ giúp chống táo bón cũng như ngăn ngừa ung thư đại tràng. Trên thực tế, một nghiên cứu được thực hiện trên những người bị chứng khó tiêu kéo dài với nhiễm trùng dạ dày ruột và các triệu chứng như táo bón, đầy hơi cho thấy chiết xuất của đu đủ làm giảm tình trạng này trong vòng 2 ngày sử dụng. Những công dụng của đu đủ với sức khỏe. 1. Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Enzyme papain có trong đu đủ xanh là một trong những thành phần được đưa vào giúp hỗ trợ điều trị ung thư. Bên cạnh đó, với bệnh nhân ung thư, do phải trải qua quá trình hóa trị nên mới có thể bị lở miệng, khó nuốt thức ăn. Nhờ vào công dụng của loại enzyme này, đu đủ xanh trở thành một thực phẩm giúp bệnh nhân dễ ăn hơn. Bên cạnh đó, lượng beta-carotene có nhiều trong đu đủ là loại vi chất dinh dưỡng có khả năng chống oxy hóa mạnh, nên giúp chống lại một số căn bệnh ung thư và hạn chế sự phát triển của nó. 2. Phòng ngừa bệnh tim mạch. Bệnh về tim mạch là một trong những căn bệnh khó điều trị và nguy hiểm đối với tính mạng hay sức khỏe của con người. Vì vậy, chúng ta nên tìm những biện pháp giúp phòng ngừa căn bệnh này. Cholesterol bị oxy hóa sẽ tạo ra những màng tiểu cầu bám vào thành mạch máu. Chính vì vậy, các mạch máu này sẽ bị tắc nghẽn, máu không thể lưu thông như bình thường. Đây là nguyên nhân chính của các bệnh tim mạch, đột quỵ. Theo nhiều nghiên cứu, trong đu đủ xanh chứa các chất chống oxy hóa như vitamin C, E hay A giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa hiệu quả. Từ đó, giúp chúng ta giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. 3. Ngăn ngừa nhiễm trùng và giảm viêm sưng. Các vitamin có trong đu đủ xanh giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể, giúp cơ thể tránh khỏi sự tấn công của các vi khuẩn có hại. Do vậy, ăn đu đủ xanh sẽ giúp bạn giảm sưng phồng, ngừa nhiễm trùng và mưng mủ vô cùng hiệu quả. Khi vết thương bắt đầu có dấu hiệu sưng phồng, nhức hay khó chịu do sự xâm nhập của các loại vi khuẩn, hãy dùng nước ép đu đủ xanh đắp lên vết thương. Nó sẽ làm mát vết thương và hạn chế việc nhiễm trùng. Lá đu đủ xanh vốn là liều thuốc chữa thấp khớp hiệu quả. Tuy nhiên, trong quả đu đủ xanh cũng có chứa các thành phần chống viêm sưng. Nếu như bạn thường xuyên ăn đu đủ xanh, có thể chữa được các bệnh viêm khớp mãn tính như thấp khớp hay gút. 4. Tốt cho mắt. Cả đu đủ chín và xanh đều chứa lượng vitamin A dồi dào. Vì vậy, ăn đu đủ sẽ giúp cho mắt sáng và khỏe hơn. Ăn các món làm từ đu đủ xanh tốt cho những người bị bệnh về mắt như cận thị, loạn thị và cũng ngăn ngừa tình trạng mắt mờ cho người già. 5. Điều hòa kinh nguyệt. Đu đủ chín và xanh là loại trái cây hỗ trợ điều trị rối loạn kinh nguyệt rất tốt cho các bạn nữ. Ngoài ra, lấy đu đủ xanh ép nước uống cũng sẽ giúp tử cung thực hiện chức năng tốt hơn và điều hòa kinh nguyệt tốt hơn. Những công dụng làm đẹp của đu đủ. 1. Cải thiện kích thước vòng 1. Enzyme có trong nhựa đu đủ xanh có khả năng kích thích sự tiết nội tiết tố nữ. Ngoài ra, loại trái cây này còn có các chất giúp phân hủy protein. Từ đó, cơ thể hấp thụ protein tốt hơn sẽ làm kích cỡ vòng 1 tăng lên đáng kể. 2. Trị mụn nhọt và vẩy nến. Chắc chắn với khả năng kháng khuẩn tuyệt vời, thì đu đủ xanh cũng sẽ giúp phái đẹp đánh bại các bệnh về da như mụn nhọt hay vẩy nến. Chỉ cần thoa nước ép hoặc thịt của đu đủ xanh lên vùng da bị mụn hay vẩy nến, làn da của bạn sẽ mau chóng phục hồi như ban đầu và trở nên mịn màng tươi trẻ. 3. Trị tàn nhang và nám. Những vết nám hay đốm tàn nhang sẽ làm da trở nên xấu xí,
khiến bạn mất tự tin. Hãy dùng nhựa đu đủ xanh thoa lên để làm mờ. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý tuyệt đối không thoa lên toàn mặt để tránh tính sát khuẩn trong nhựa đu đủ làm tổn thương da nhạy cảm. 4. Tẩy tế bào chết. Các chất bẩn, nhờn và tế bào chết sẽ bị phân hủy bởi các loại enzyme có trong đu đủ xanh. Tuy nhiên, cũng vì đặc tính tẩy mạnh này, các bạn nên tránh dùng đu đủ xanh ở các vùng da nhạy cảm như mắt hay da non. Vâng, với những công dụng mà chúng tôi vừa kể trên của quả đu đủ, thì quý vị còn chờ gì nữa mà không thử đúng không ạ? Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!